hôm nay mình vô nhà anh Mạnh đãi con là một vịt sim quay các bạn. Anh Mạnh đang ướp. Ướp gồm có nước tương, tương ớt và bột ngọt kiểu nhiêu thôi. À, ướp cho đều. Nửa tiếng sau cho nó thấm vào nước. Quay. À, dòng vô bụng luôn, dọn bụng luôn, bỏ ấy vô bụng luôn, đổ nước vô bụng luôn. À, đổ nước vô bụng trong chút đem ngoài phơi. Để cho nó khô lại, khỏi phơi cũng được đó. Đó. Nước vô bụng rồi nó chảy rất đẹp. Nay mình quay coi nha, dịch ăn bằng mà mình được 3.000 người đăng ký ba. Phơi nắng ok. Đi phơi nắng. Anh em dịch đi phơi nắng này. Để nắp luôn cả. Xỏ nó vô đi. Phơi nắng đi rồi chút xỏ. Mà xỏ không đi, xỏ tay ra. Chưa thấm mà. Mạnh đang xỏ dịch các bạn. Xỏ dịch cho khô. Đó. Kiếm cọng dây chì cố định buộc chắc luôn á mới được. Ừ. Rồi xoay vòng 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 quay vòng vòng được. Ok. À, vịt sim này có 2kg các bạn. Nhỏ. Dạ anh đang xỏ con vịt các bạn. Giờ đang kiếm dây chì này rất ngon. Đó. Vì anh Mạnh đãi con vịt này cho nên mình phải xin vợ anh Mạnh vô trong xã Tạ Khương La Đông làm mới được. Các bạn, con vịt bây giờ mình đã đem lên quay rồi các bạn. Đây. Đây vịt xiêm rất đẹp. Hôm nay mình vô nhà anh Mạnh, Mạnh làm một con vịt xiêm quay đặng ăn bằng mình được 3k sub, tức là 3.000 người đăng ký. Rất đẹp các bạn ơi. Mày phết vô cùng. Đó. Bạn nhớ ủng hộ kênh Nhà Mạnh Tây nha. Cậu rút ra được rồi. Cho tao chụp cái đây. Quá đẹp. Chụp nè. Chụp con vịt không ấy. Chụp phim ông ngồi nha. Anh đang ngồi. Trời mắc giá trị con vịt luôn rồi. Chua cái đầu nữa. Vuốt rồi vuốt, tao nhặn cái đầu mình. Chua cái đầu nữa. Quay cũng vậy nè. Tao xỏ, tao quay xong con vịt tao xỏ này tao quay đó. Mình đang ướp hương liệu. Hương liệu này rất đặc biệt các bạn ơi. Hương liệu này không thể nào cho quên cái tỏi ta. Gì? Quên tỏi gì? Tỏi vô hồi nó mất công thơm nứt mũi người ta chịu không nổi. Con vịt chắc ngon. Quay cái đi cậu. Trái nồng nộp. Cậu thấy không? À, con vịt chắc đẹp. Rất là đẹp. Tuy nó ở trần ở chuồng nhưng mà rất đẹp các bạn. Tại vì con vịt này nó bộ lông đã bị anh bộ đồ nó bị anh Mạnh nhổ trụi vậy. Giờ nó chỉ có trần chuồng mà thôi. Thằng em vừa trắng lại vừa tròn. Ngon. Rất là okay. Ngọt, ngon. Ngọt. Ngọt, ngon. Rồi các bạn nhớ theo dõi hết video để xem con vịt mình hôm nay quay có chín không các bạn. Và thêm mình thưởng thức con vịt này ngon cái nào nha. Quay dùm hồi nãy không chín. Đó. Dạ, trời ơi, trời nóng. Mình mấy nóng rồi.
Dịch bây giờ nó khô giá các bạn, để cho nó vàng nè, chút tí cái mình chở vào, nó chở vào đầu nó lấy vừa mình ướp cái gì, ướp cái gì vô đó, đó vừa thấy không, rất là tuyệt vời. Lóc lác lóc lác lóc lác chắc là ok. À, người làm con vịt là một kỹ thuật, còn người quay vịt là một cái nghệ thuật. Mà người ăn vịt thì người ta nói là ham ăn. Ẩm thực. Người làm vịt là một cái kỹ thuật, người quay vịt là nghệ thuật, còn người ăn vịt gọi là ẩm thực. Còn xem là thị thực. Rồi người nào xem là mắt thật. Mỹ thật. À, ok các bạn ơi. Ok, con vịt ok. Quay đi. Má có khi nào rớt máy quay xuống rồi chặn cái lỗ luôn, quay lại ta luôn. Nó nóng dữ dằn á. Khô nè. Nóng lắm, nóng ở đây còn nóng nữa. Có chị đó. Rồi 1 2 3 comment quay nè. Chắc ngon các bạn ơi. Quay cái này là cho tới tắt khỏi cần nhân hai luôn, quay vừa vừa luôn. Có một cái anh chàng cái này là một cái tem mà hâm mộ Giang Mạnh miền Tây. Hai tem đang hâm mộ Giang Mạnh miền Tây lại đặng mua con vịt đẩy cho Giang Mạnh miền Tây, và anh Di Mạnh đã làm một con vịt rất là ngon. Đó, rất ngon các bạn ơi. Ừ. Hai đó quay luôn. Dù quay dù quật nữa không? Quét coi. Dừng lại quét cho các bạn. Các bạn. Vịt mình gần chín rồi bạn. Đây. Đây anh Di Mạnh có mướn một cái anh quay vịt chuyên nghiệp, một con vịt anh ta ăn 100.000. Con vịt rất ngon đỏ, vàng ới cho các bạn. Đó. Bây giờ các bạn có nhu cầu quay vịt xin liên hệ số điện thoại là 0909099999 là sẽ có anh tên là anh Tính, nhà con của bà Hính, cháu của bà Thình gì đó rồi quay cho đó, nhưng nó thọt vô cái nắp rất ngon. Con một con vịt rất ngon. Bây giờ mình còn dùng cái dao mình chẻ ra, mình chẻ cái đều ra, cái mình quết trong quận nữa là thấy là được các bạn. Này quá trời chín rồi đó, nước gà rất là thơm. Đây là một những người pha chế nước các bạn, hay là một người pha chế nước, một là kỹ thuật đó các bạn. Anh Di Mạnh sẽ là một trong người pha chế nước. Anh Di Mạnh là một những người rất hâm mộ qua kênh Giang Mạnh miền Tây. Anh ta đang live stream trực tiếp. Đó. Thời này là ở Đồng Tháp về nha. Thời này là một những thợ tay nghề từ Đồng Tháp về, học một khóa ẩm thực từ Đồng Tháp về. Mới quay. Rất rất ngon bạn. Đó. Bạn thấy chưa? Con vịt này thì không biết chỗ nào chính, chứ mình thấy mồi là rất là ngon. Thợ này quay cũng như máy quay á, thợ quay rất là như máy quay, cần kỹ thuật. Anh ta rất đẹp trai, chưa có vợ. Nếu ai có nhu cầu quen anh ta thì xin liên hệ số điện thoại 0909099999. Ghi lỗ rồi, thả cái ghi lỗ này ha. Dạ. Thả cái con ghi lỗ rồi nè. Ghi lỗ sau rồi đó. Không được. Để cho chơi đi, đãi đi. Không, vịt lăn dèo dèo. Con vịt chắc là ok các bạn. Ngủ quen về chế cái motor quay được. Dạ, mà cái lọc nó hư á, cái motor nó ra. Dạ. Nó vô cái cồ cây này nó quay. Còn từ cho ta thấy vịt hết đó. Im miệng thôi, nó quay nổi không? Nổi. Cái chậm rồi ta tay nữa. Đã thấy vịt chưa? Ừ. Rồi nội tới. Cỡ này rồi. Xong rồi. Có một khán giả quá khích từ ngoài lộ vô, các bạn ăn khán giả này nói chuyện giá đâu rồi gì. Rồi xong.
Kiểu này rồi xong nữa rồi xong. Khán giả quá thích. Nè, có quay nè, có quay từ từ nè. Quá trận dịch ngon quá ba. Còn à, sư phụ. Sư phụ rất đẹp. Đậu giỡn không? Sư phụ đang đội giật chứ đâu. Đích xong nhân. Đó. Chính đích. Một trong những khán giả quá khích đã lại tới chỗ anh em mình quay dịch các bạn ơi. Mình ô nhiễm đi, mình lấy cái vật chụp đâu. Rồi ok. Mày biết cái ăn rượu vợ chồng Vũ muốn đãi tao cái bia không gãi mà ghét tao. Tính đi bệnh viện ngồi rượu người ta làm tao, mình tao đút qua mày có không? À, sao vậy? Vậy là làm hết là khỏi đi đó hả? Vậy quay thôi đi bệnh viện nó ủ tao muốn mày cái bệnh gì mà đau tay ra mặt này đâu đâu sư phụ đội đội lên đây rồi sao công an bắt bắt gì bắt đánh bài thôi ờ ừ. Anh em vỗ tay cái cây vỗ tay vỗ tay gần gần mỗi 170 ngàn ra ba cái gai chị tôm mấy chồng mỗi cái gì ngồi chồng làm gì ngồi hết con câu nó vàng cái con nhân ha, con nó chín, vàng, con nhân ha. Chờ nó sống nhưng mà cho nó còn than nó chín chứ. Vậy nó chín vậy chứ trên luôn á. Nhiều. Chín con ba. Đây là ca sĩ quá hát quá 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 hừng ngưỡng mộ nhà mạnh miền Tây nên lại các bạn. Rồi cả hai hát hai hai. Anh nhớ em. Cho anh công nhân em. Nhớ em miếng chào con chị Nguyên. Yeah yeah yeah. Chung chung với Tết chi nhiều. Con ba này thì đi chơi. Chơi đi chơi. Chơi đi chơi đi chơi. Chơi đi chơi đi chơi. Chơi đi chơi đi chơi. Rồi sao mày? Chơi. Con chung mày. Chơi gì vậy chơi gì? Chơi. Ủa quên là ta đúng nhạc không mấy Nguyên Vương. Tao rồi. Gọi lại bụng đi. Mai Quyền còn chết rồi, ta còn sống mày. Đi, ngồi đi. Tao mới mai chơi nha. Hồi nữa cắn là đút cắn đây, ghim đầu xuống rồi tính đầu luôn rồi. Rồi. Từ đây chơi đừng sống nè. Rất ngon bạn ơi. Tao với bà cậu lên nước bà này mà hai thằng mới với thằng chung mà. Cầm cho ngoại tán đó. Ngoại ra đâu. Đang chín rồi các bạn ơi. Lấy ra bấm gì? Bấm gì? Bấm đổ giờ thấm tay nắng mà. Đỡ nước mắm. Bấm gì? Sao? Nãy có gian làm có chén nước mắm rồi. Không còn làm mắm nè, vợ mạnh là. Xong đỡ ngoài sao cho nó mát. Nãy bắn gì quên không? Vậy sao cứ mới điện thoại em. Mày đứng đàng hoàng coi. Mày tưởng gì? Gì? Rất đẹp. Càng chín đó các bạn ơi. À, con vịt chưa chín nhưng mà giang hồ nó thẻo hết miếng của nó rồi các bạn ơi. Mấy này ác độc. Con vịt nguyên của ta thì thẻo. Thứ gì? Đó. Khói lên một mực. Rất là ngon. Rửa rất nóng. Mới mới thấy. Hồi đó giờ con chưa ăn hả? Cậu con Mạnh quay này là nhức nách luôn. Con vịt rất đẹp. Mọi người đó giờ tôi quay. Tôi thọc cái cây vô tôi cầm. Tôi quay mười mấy năm giờ mà tôi chưa thử miếng thịt vịt nào mà nó ngon như bây giờ. Tôi thọc cái cây vô tôi thẻo miếng thịt cho nó nguyên ra cái tôi cầm từ cái cây à. Mọi người tôi kinh nghiệm tôi quay muối mười mấy năm mà tôi mới thấy thịt vịt này nó ngon như bây giờ. Dạ. Việc mày đặt tên được. Tao đặt rồi là nhà. À, con vịt quay đã chín các bạn ơi. Bây giờ anh Mạnh đang đem ra gà... mâm. Đây có cái mâm. Đó. Để đó. Mà con một con vịt cắt là chà bá lửa. Đây cái mâm. Để lên đó. Rất nhiều khán giả đứng thèm. Cho già cho Mạnh ra một câu bên đen. Bên đen trong cái chứ quên nè. Bây giờ đem lên xử đi. Chữ với cho càng cái. Lao cái sắt ngoài sắt đừng ngoài, lao sắt được, sắt. Bây giờ mình thẻo đi, mình thẻo tùng xẻo mà mình thẻo trước đi rồi mình chút mà nếu mà chưa chín thì mình nướng nữa, còn chín thì mình ăn luôn, mình để cây nguyên luôn đi. Để mình sao, đi. Khai đau nha. Để mình sao. Rồi cái làm sao. Đi.
Mà sao không ai kêu bia cho gì ông nội? Chơi đi đi chú nhà bác bia. Chưa ăn đâu, để tao ăn rồi. Lấy đá đi đi. Đi cái đá rồi. Cho thằng lớn cái đùi cho thằng nhỏ không cho nha, kêu cái gì cũng không làm hết. Nhỏ cho cái đầu. Rất ngon bạn ơi. Giờ bả đem đá cho bia. Một miếng cay. Sao anh Di Mạnh thử nạch. Đây là chín chưa? Chắc cái này ngọt là ngon. Rồi. Gà chim. Cái gà quay có bớt. Gà quá. Ủa tao chứ ngày mà cho con bà muốn của mày. Ai bà túi lại? Ai bà túi lại? Phải. Gì? Qua cái lá đó đó. Các cái các bạn dùng miếng vịt quay à. Rất ngon các bạn. Ngọt, ngon thơm. Chứ sao ngọt đâu, thịt thời ngọt đâu. Ngọt. Cái mùi sao? Ướp vừa ăn hay không? Quá ngon. Ngọt ngon thơm. Mùi vị vừa ăn không? Thịt dai không? Cái vịt sim này anh nuôi bao nhiêu ngày mà bây giờ anh lấy ra anh đãi giang hồ vậy anh Di Mạnh? Cái này không biết chắc cỡ 3-4 tháng như vậy. Quá ngon bạn ơi. Trời ơi quá. À, chắc này anh quay phim chắc chảy nước miếng quá. Chảy nước miếng thiệt luôn. Mẹ dư dạ. Quá mẹ luôn. Mẹ bữa nằm mà. Quá ngon bạn ơi. Bữa nào ăn được mèo kìa. Mẹ chơi luôn. Về mẹ. Mẹ kìa. Cho anh quay phim miếng nha. Thôi anh Di Mạnh cứ ăn đi. Mình chúc mình ăn sao. Thưởng thức đi. Cứ thưởng thức cho no đi rồi tới mình. Còn xương rồi để mình. Mình phá xương. Họ chắc đưa xương không. Cho mèo. Ủa nó chín tới trong nó chừng là quay là nó chín nè. Cứ miếng ớt ớt này nè. Chín nè. Hai thằng quay gọi hết dịch luôn. Khán giả quá kích nó, hai thằng quay gọi hết dịch luôn cả bạn. Ồ, tới trong tự ra. Nguyên một cái thức của con vịt. Thử đây. Cùng nó chín tới trọng luôn. Và anh Mạnh thử cái này đi, mình sẽ kết thúc video này các bạn ơi. Chính tới chồng luôn. Tao coi, đó. Quá. Đánh mắm rồi. Chị mình coi. Quá ngon các bạn ơi. Quá ngon. Không còn gì bằng. Cái miệng anh Mạnh ăn rất ngon. Quá. Dạ Mạnh. Đây thịt sim rất là dai. Anh quay quay phim chảy nước miếng luôn. Chắc chết cái này chắc chết. À, rất ngon anh Mạnh ăn, rất ngon các bạn ơi. Nguyên một con vịt. Thì anh Mạnh sẽ ăn nửa con, mình sẽ ăn nửa con. Giang hồ ở ngoài chửi quá trời các bạn. Ngon quá. Video mình đến đây kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi với mình. Hello, chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye.